Dạ, em tên Trần Công Quang, 34 tuổi. Và em làm bên điện công nghiệp. Dạ, em tên là Kiều Thị Thanh Hương, năm nay 28 tuổi, hiện đang là giáo viên tiểu học. Mối tình của các bạn như thế nào? Anh này đến gắn điện ba pha cho nhà cô này. Dạ. Anh làm hợp đồng rồi gắn điện ba pha rồi gặp cô gái này xong rồi cua luôn, đúng không? Dạ, không phải. Không phải. Dạ. Dạ, em thì hồi xưa học sư phạm chung với chị họ của ảnh. Lúc đó thì ảnh thì đang cô đơn, chị chia tay bạn gái cũng lâu rồi mà chưa có bạn lại, cho nên là chị thấy vậy mới định là mai. Thì trong nhóm tụi em thì có 10 cô bạn gái chị thân, thì có còn là 6 cô chưa có người yêu, thì không biết nghĩ sao hay là lại chọn em để cho số điện thoại cho ảnh. Mà em không có thích làm mai, tại vì em thấy hay tự ti lắm, không có được xinh đẹp, cho nên là sợ cảnh làm mai lắm. Mà chỉ cho số mất tiêu rồi, nên thôi lỡ rồi, nói chuyện đại coi sao. Rồi nói chuyện đại sao? Dạ, anh nhắn tin nói nhưng chuyện. Tức là bạn này biết là đang có một cái người muốn mai mối mình cho bạn này đúng không? Dạ thì em cũng chủ động, bữa mà ra nhà chị họ xong rồi cái... chị họ ngồi chơi, chị họ giới thiệu là, tức là đã gặp nhau rồi. Em đã biết bạn này và em chủ động để dạ không nghe, cũng như ngồi nói chuyện trao đổi với chị họ. Chị họ nói là giới thiệu cho cô này. Nhưng mà dạ, ý chị hỏi là em lúc đó em đã thấy cổ rồi, nhìn thấy cổ rồi đúng không? Dạ chưa thấy, cũng lấy hình ra cho coi thôi. Nghĩa là làm mai qua hình ảnh đó. Làm mai hình ảnh. Dạ. Thì ở trong hình với ngoài đời lúc mà tụi em gặp nhau á, là tụi em có cảm nhận là cũng giống như trong hình không? Dạ thì em thấy thì cô này nhỏ nhắn mà trẻ nữa, sinh viên nữa, thì chạy tung tăng y như nít. Dạ. Thì cảm nhận đầu tiên. Mà gặp ảnh ngoài đời thì sao? Dạ, gặp anh ở ngoài thì ảnh hơn mình 6 tuổi, mình nhìn cũng chững chạc quá, trong khi mình thì còn trẻ con nhí nhố nên cũng chưa có ham hố bạn trai. Nhưng mà lúc đó thì ảnh cưa nhiệt tình lắm. Xa yeah. Như vậy đó, đi làm lúc đó là gần Tết đó, tăng ca nhiều lắm, 8 giờ, 9 giờ mới về mà cũng chạy xuống với em. Rồi, bao lâu thì hai bạn mới chính thức là yêu nhau? Không biết chừng nào nữa, tại vì cô bạn của em á, là chị của ảnh giới thiệu á, thì nói gì nè, anh này ảnh đàng hoàng lắm, quen được là ảnh cưới đó. Vậy đó, xong mình mà nếu như mà quen không được thì cũng đừng có lo, tại vì ảnh quen hai cô bạn gái trước á, chia tay xong có chồng hết rồi. Hết sợ rồi. Hết sợ rồi. Anh hên lắm đúng không? Ví dụ không hốt được ảnh thì sau này có chia tay thì mình cũng có nhờ. Dạ đúng rồi. Cho nên em yên tâm phải không? Dạ. Rồi, tụi em yêu nhau bao lâu thì cưới nhau? Dạ 4 năm. Bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ 2 năm rồi. Rồi, sau khi cưới về rồi có thật xấu gì lòi ra không? Dạ, có một cái mà chuyện mà đến cái đêm tân hôn mà em mới phát hiện ra. Dạ. Trước đó thì không có biết, mà ảnh làm em cũng hết hồn lắm nè. Cái hôm đó là đãi cũng trễ nên là hai vợ chồng mệt lắm. Em đang ngủ say tự nhiên nghe anh em ơi ra cổng chụp hình em ơi. Cái em đang mệt quá trời luôn. Dạ. Em nói trời ơi, giờ còn phải dậy chụp hình nữa. Cái xong em mơ màng em nhìn qua nó, ủa tối thui gì còn ra cổng chụp hình cái gì. Cái xong nhìn qua thấy anh đang ngủ kiểu ra chụp hình em ơi. Cổng mơ hả? Cổng mơ sao vậy? Dạ. Ôi, nghe kể cũng hết hồn tưởng gì. Dạ. Này á là cái thật mà có lợi cho em đó. Dạ cũng may là không có gọi cô nào, không có đó. Không có gì. À, có nghĩa là những cái người mà ngủ mớ đó. Dạ. Ngủ mớ đó thường là ban ngày đó, người ta có cái chuyện gì ban đêm ta hay mớ lắm á. Dạ. À. Vậy có lần nào mớ mà khai ra một cái gì đó bí hiểm không? Dạ không, đi ngủ cứ nói chuyện công việc không à. Với là nguyên cái tuần mà sau khi kết hôn xong, trời nguyên tuần nó cứ nói chuyện đám cưới. Cứ kêu đừng đạp váy tội lắm. Mà mớ nó ra ngoài à. Dạ. À, tội nghiệp quá. Có đứa nào mà mớ kêu tên ai không? Ví dụ như Lệ. Vâng thôi. Dạ chưa, không có. Có hỏi rồi mà nói là chưa. Chưa chứ không phải là không luôn. Nhưng mà biết đâu được là ảnh biết cái tật của ảnh, cho nên là ảnh sẽ có mật hiệu với những cô khác. Ví dụ như là với cô đó, nhưng mà sẽ kêu cô đó. Em ơi, tôi quy định. Tôi quy định. Không, kêu là Quốc Thuận. Dạ. Cái gì vậy? Tại vì tôi thôi. Em phải nhận em là Quốc Thuận nha chưa. Đó. Không là kêu mấy cô kia. Em bây giờ tôi biết em tên ABCD Huệ Hường Lan rồi đó, nhưng mà tôi mặc định em tên là tên Hương nè. Để như vậy tôi gọi tôi bị bà xã trùng tên với bà xã là bà xã không nghe đúng không? Không nghe say... không có chỉ đâu mà nghe. Dạ. Say quá nói vợ lại xô ra không phải vợ là được rồi. Dạ. Thôi còn tật xấu gì nữa? Dạ chồng thì cái lúc quen nhau thì ảnh rất là nóng tính, ảnh nóng dữ lắm, đến nỗi mà má chồng phải nói trước á, về nhà chơi má chồng hay nói là anh nóng lắm, con là phải nguội mới được, con mà nóng luôn là hai đứa không ở được với nhau đâu. Cái lúc đó em cũng sợ,
cái em mới hỏi nói chuyện với ảnh, em mới nói là anh nóng tính vậy giờ lỡ mai mốt hai vợ chồng có chuyện gì cãi vã rồi sao. Cái anh mới nói là thì cãi thì thôi nhịn đi ra ngoài chứ sao. Thì bây giờ anh làm y vậy á, hai vợ chồng mà có cãi nhau giận nhau gì cái ảnh im im vậy. Sáng sớm anh đi làm sớm, với trưa thường ngày gọi điện, bữa đó không gọi điện, tới chiều tới giờ về rồi cũng chưa về nữa, đi lang thang uống cà phê vậy mình vậy đó. Em thấy trễ quá em mới gọi điện, cái em mới nói là giờ anh buồn quá à. Cái em mới nói thôi buồn về nhà đi, trễ rồi. Cái anh nói anh về. Đến khi về rồi hai vợ chồng cũng không nói với nhau tiếng nào, ôm cái rồi tự quề luôn. Rồi còn gì nữa không? Tật xấu gì nữa không cưng? Dạ. Nãy giờ nó đâu phải tật xấu đâu, toàn tật thấy toàn dễ thương không mà. Gây lộn với vợ bỏ đi, không gây lộn, không có cãi lại. Thì bởi vậy em cũng thấy là em rất là may mắn khi mà lấy được ảnh. Bây giờ tới quen đó. Dạ. Vợ em đây, hồi đó để mình xác định lại, đây là tiết mục là kể xấu về người bạn đời của mình nghe. Dạ là xấu thiệt. Dạ. Làm hồi đó mong muốn là được người vợ nấu ăn ngon. Trời ơi nấu ăn cực kỳ ngon luôn. Nghĩa đen, ý nghĩa bóng luôn. Nấu thơm thiệt là thơm. Xong cái hai đứa em chồng chuẩn bị dọn phụ lên ăn. Vừa ăn một chén xong cái đi nó thôi để em ra ngoài ăn. Xong rồi làm chồng ăn hết luôn. Ăn sao để vậy? Cho vợ vui. Cái vị nó làm sao? Trời ơi nấu vậy nó lạ lắm. Lạ lắm. Cái cánh gà chiên nước mắm trời ơi. Ta nó nấu chua. Ăn nó chua ngon, cái này nó chua nó ngọt. Nó chua nó ngọt nên trời ơi hai cái nó dư sao? À, chua vậy ngọt là dư đường mà dư tắc nữa. Dạ. Yeah. Sao chua ngọt hả? Cánh gà dạ, chua ngọt. Dạ, em hơi biến tấu chút không ạ. Dạ. Còn gì nữa không em? Rồi còn kho cá thì thôi sợ nhất mùi tanh. Có nghĩa là không khử được cái mùi tanh của cá. Dạ. Dạ vợ cái món em kho cá hú thì ngon lắm. Má chồng mới thấy kho cá ngon quá. Kêu chiều hôm đó má đi chợ thấy cá sặc, má nói má thèm món này quá đem về cho con dâu làm. Thôi sao cái món đó em cũng làm giống vậy mà nó không có ra cái mùi giống vậy, nó ra cái mùi kỳ quá. Nó tanh đúng không? Dạ nó tanh. Đúng rồi. Rồi cuối cùng ảnh ăn hết luôn. Cuối cùng em hốt quá đâu em. Trời ơi hốt hết chứ đâu. Con chồng quá là đáng yêu đó. Còn gì nữa không? Dạ thì ủa, còn cái bề bộn. Bề bộn. Trời ơi giáo viên tưởng đâu ngon lành lắm. Chết. Trời ơi 5 triệu giáo viên trên cả nước meo cái câu này. Ông đại nó riêng giáo viên Hương này ngon lành lắm. Dạ. À, tại vì vợ nhiều việc, con nhỏ nữa. Thôi cho vợ cho qua cũng ráng chịu bề bộn luôn. Dạ. Nhưng mà chắc chắn anh chồng em là người rất là cẩn thận, rất là tỉ mỉ đúng không? Dạ. Con trưởng trong nhà. Cho nên là cũng chững chạc lắm. Như là cũng hơi khó tính gia trưởng. Nhưng mà nói chung là rất là thông cảm cho em. Rồi bây giờ Quang mong muốn ở cô vợ thay đổi điều gì? Dạ thấy hai vợ chồng cũng vui nên chỉ cần vậy nhưng mà nấu ăn ngon hơn, hay hơn, gọn gàng hơn. Quá dễ rồi. Rồi em. Còn Hương? Dạ lúc trước thì em sợ nhất là cái tính nóng của anh. Mà giờ thì anh khắc phục cũng tốt lắm. Nên là chỉ mong là ví dụ như mà có buồn á, có đi ra ngoài thì cũng đi nhanh nhanh thôi về, đừng có để đi lâu quá. Dạ em cũng lo. Tức là bớt giận dai đi một chút. Dạ giận đâu có dai, có ngày. Ngày cũng là dai rồi đó. Bên này mong là phải bớt nữa. Dạ. Dạ. Thôi thực ra nãy tụi em mà dắt tay nhau lên đây là chị thấy cái sự viên mãn trong mặt của đúng dâu. Vậy chồng thì mặt nó cũng tươi. Yeah. Làm ăn phát đạt lắm nè hai chồng. Đúng không? Tươi thì tươi vậy đó. Và cái phần mà nói xấu về nhau đó không như... có gì xấu để nói luôn chứ. Giống như là tiết mục như khoe tính của người bạn đời mình á. Rồi ôi giờ với tụi em thì không có lời khuyên gì hết trơn, trời chỉ cứ thế em hạnh phúc thôi. Cứ thế mà nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này và vui vẻ viên mãn và tận hưởng cái cuộc sống nha. Dạ. Xin cảm ơn hai bạn. Dạ cảm ơn chị.